tiếp vô luôn đi. Cả vô nó bơi luôn đi. Ê. Ở đâu cơ? Hello cả nhà, hôm nay anh em tiếp tục đi câu. Đi điểm câu cách nhà khá xa nên anh em phải di chuyển bằng xe gắn máy. Câu cá chép, cá rô phi. Và nó thử đi bên máy xem cá chép thế nào. Tôi mong mọi người ủng hộ. Cảm ơn mọi người nhiều. Đây, anh em vừa đến nơi cả nhà ơi. Điểm câu. Điểm câu gì thì điểm cũ nhưng mà một cái áo khác. Đây. Ở đây Ninh đang câu thì tôi sẽ ui. Chị chứ? Ơi. Ôi ơi. Ơi. Ôi ơi. Từ cũng gãy to lắm. Gãy to lắm cả nhà ơi. Ấy ơi, sao chị lại nữa. Ấy đây, có kinh. Ừ, phế quá cả nhà ơi. Ấy đây. Đã đời quá. Ấy. Đình nội vô để bắt bếp. Úi, trăm cả nhà ơi. Đây có anh bạn hôm nay làm gì làm về nữa. Ơi. Thằng lên. Thằng lên. Khéo. Đó tán nạt hết đó. Trăm những vài gãy. Hai dây càng tốt, cho nó kéo cả hai dây luôn. Dạ trăm. Trăm khỏe lắm. Trăm khỏe lắm, úi dâu. Mày mất một trên. Mất một trên mày. Chắc thì phải đi chỗ khác câu chứ, chỗ này câu là hết, hắn quay cho kiểu như thế, tán rồi. Chơi cả hai kênh luôn cả nhà ơi. Khỏe lắm. Con cá đó khỏe lắm. Rồi. Lên. Từ cẩn thận. Rồi ok. Ok. Trời ơi. Đã gọi. Như con tê tê. Quá dữ. Xẹt lên đi. Thằng lên tí nữa. Rồi ok. Quá dữ. Ui giời. Bảo cả nha cả nhá. Sau khi lên hang thì anh em sẽ làm món cả nhà ơi. Đấy. Đấy thì làm ở tại chỗ luôn nha. Rồi bếp ở đây rồi. Nước gia vị vừa mới mua xong. À. Trong đây thì túi của Doraemon cả nhà, đầy đủ tất cả những cái dụng cụ gì đây thì câu đây có hết. À. Trong túi của Doraemon nước gà đèn. Muối ớt. Yeah. Bột canh. Đủ kiểu cả nhà. Rồi. Gia vị. Chị được, con nữa à? Cái hết trăm. Chị chạy úi dao. Thêm con nữa cả nhà ơi. Chết rồi. Thêm con nữa cả nhà ơi. Úi dồi. Khéo. Đổi tay đi. Rồi, đưa cái kênh này lên đó.
bác cầm cái này nha, nó sẽ rưỡng được, thả xuống đi. Cái từ từ. Con này to hơn con cái này đấy. Ui. Thủy quái rồi. Thế cha. Có cả gì đâu. Cảm ơn cây. Trời gió hơn đấy nè. Anh chạy ghê cơ mày. Con to, con to hơn con cái này. Cảm giác phế phá ấy. Đây là một cảm giác cực kỳ gió mọt luôn đấy. Rất chi là gió mọt. Hôm nay thì đã thực hiện được lời hứa với tất cả mọi người rồi. Cả nhà ơi. Chưa có gái nhưng mà có cả trẻ cả cả trọng là được thực hiện được. Coi như đã thực hiện được lời hứa của mọi người. Chạy kiểu ni. Cháu vô đi cháu cào được tiếp vô luôn đi. Cào vô nó bơi luôn đi. Hả? Cái bố con này to ác. Con to ghê lắm. Ui. Từ phủ cho rồi lên hàng cả nhà. Quả con to lắm á. Ui thao trong miệng hắn á, thao trong miệng hắn á mà lối lên phế pha lắm. Ơi đâu cơ. Ui. Đã. Ui. Quá sướng. Đã quay ra nhà cái nha. Ui, có được con đi sửa. Ui. Được con được quan ăn. Dạ, phê pha quá. Câu rồi câu rồi là được. Đây. Bạn hôm nay làm gì đang chế biến mọi người. Hấp luôn nha. Hai con. Cá to lắm. Đấy. Làm cho con để ăn tại trên cái đàn. Đấy. Hôm nay thì chạm đến là nó rồi. Nó rồi đó. Quá tuyệt vời. Một buổi là quá mãn nhãn luôn. Cực kỳ mãn nhãn luôn. Hôm nay một phần nào đó đã thực hiện được cái lời hứa rồi. Đấy. Nồi canh này thì còn gì bằng nữa. Thôi, tự nhiên lên tiếp. Wow. Rồi, lên bếp. Rồi, xin chào cả nhà. Thịt mình đãi cũng ngon. Thêm một giám kiếm một vị mới này. Chào tạm biệt mọi người.